Hướng dẫn mới nhận biết trẻ sơ sinh mắc COVID-19 trở nặng. Trẻ sơ sinh mắc COVID-19 nhưng không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, không có một trong các dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh cũng được chăm sóc tại nhà. Theo Bộ Y tế, dấu hiệu nguy hiểm ở trẻ sơ sinh như bú ít hoặc bỏ bú, ngủ ly bì, khó đánh thức, suy hô hấp với biểu hiện thở trên 60 lần một phút ở hai lần đếm khác nhau, thở rên, khò khè, phập phồng cánh mũi, rút lõm lồng ngực, có cơn ngưng thở trên 20 giây, SpO2 dưới 96%. Ngoài ra, trẻ có thể gặp nguy hiểm nếu sốt cao trên 38 độ C, co giật hoặc co cứng, cử động bất thường, mắt sưng đỏ hoặc có mủ, rốn sưng đỏ hoặc chảy mủ. Trẻ có dấu hiệu mất nước, nôn liên tục, bụng thì chướng, tiêu chảy, phân có máu, vàng da xuất hiện trước 3 ngày tuổi, đặc biệt là trong 24 giờ sau sinh, vàng da kéo dài trên 14 ngày. Những nội dung này nằm trong hướng dẫn chăm sóc quản lý tại nhà đối với phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ sơ sinh mắc COVID-19 do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa ký ban hành ngày 28 tháng 3. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.